Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay có một cái cập nhật mới để cho bạn làm nhiệm vụ để các bạn nhận cái DXP để chúng ta có thể là đổi nó sang cái đồng GBP, đúng không ạ? Nhưng mà trước tiên để mà hướng dẫn cái này thì mình sẽ nói qua một chút về cái kèo CBDC Network. Đó là họ đã bắt đầu cho KC. Và cái KC này thì là KC ngẫu nhiên, chưa phải là cho KC đồng loạt. Mà tức là nếu như mà ai nhận được lời mời KC thì chúng ta mới có thể KC được. Còn ai chưa nhận được lời mời thì chúng ta sẽ đợi tiếp. Ở đây thì họ cũng nói luôn, đó là nếu bạn nhận được lời mời KC, hãy nhấp vào chức năng menu xác minh KC và hoàn thành nó theo lời nhé. Không nhận được lời mời KC, hãy theo dõi hoặc đợi đến ngày 26 tháng 5 để mở. Tức là ngày 26 tháng 5 thì họ sẽ mở hết một loạt, đúng không ạ? Còn hiện tại thì là những cái tài khoản nào được mời thì chúng ta mới có thể KC được. Và hiện tại thì tài khoản của tỷ cũng chưa được mời, cho nên vì vậy cũng chưa thể hướng dẫn mọi người cái cách KC. Chờ khi nào mà nó mở KC cho tỷ thì tỷ sẽ làm cái video để hướng dẫn cho mọi người nha. Và bây giờ thì chúng ta cứ tiếp tục kích khai thác để chờ đợi đến lúc nào mà được KC thì chúng ta KC, và đến tháng 6 là sẽ được mở khóa để giao dịch rồi đấy ạ. Đó, và bây giờ thì sẽ đề cập đến cái này. Cái này thì nó cũng có phải tầm độ khoảng chục ngày rồi, nhưng mà vì tỷ bận rộn với lại cái kèo đi sân đao quá, quên mất tiêu luôn. Hôm qua tự dưng mà nếu mà không có người nhắc đến là tỷ cũng quên tiền luôn ấy ạ. Cái cách tham gia làm nhiệm vụ nó rất là đơn giản. Mỗi ngày chúng ta tham gia một lần và chúng ta sẽ nhận được 15 cái DXP này. Các bạn gõ vào cái chỗ mà 15 DXP này ấy ạ. Đó, gõ vào đó. Sau đó là chúng ta gõ vào cái chữ Twitter này. Gõ vào sao chép này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về cái Twitter của chúng ta. Và ở trên cái trang Twitter của chúng ta thì chúng ta gõ vào cái... Các bạn nhìn thấy cái dấu cộng có cái ô tròn màu xanh ở dưới này không ạ? Các bạn gõ vào đấy này. Sau đó các bạn cũng gõ tiếp vào cái ô màu xanh ở phía bên dưới nữa. Và ở đây thì các bạn dán cái chúng ta vừa copy vào thôi. Sau đó các bạn gõ vào chữ đăng Twitter. Twitter của bạn đã được gửi đi, đúng không ạ? Và sau khi đăng xong thì các bạn gõ vào cái hình avatar của chúng ta. Và các bạn nhìn này, như của tỷ, ở phía bên trên chữ tỷ phú crypto thì ở bên dưới nó sẽ là cái username Dan365, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cái username của các bạn là gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về cái bên app này. Và bây giờ chúng ta sẽ điền cái username của chúng ta vào đây. Các bạn viết A còng này. Đó, username của các bạn là cái gì thì các bạn điền vào đây nha. Sau đó các bạn gõ vào Start Tweet Scan này. Đó, cái này là để cho họ kiểm tra. Đó, khi mà nó hiện lên cái dòng chữ như thế này, màu xanh ở bên dưới, tức là chúng đã ta đã làm thành công cái nhiệm vụ. Và bây giờ thì chúng ta phải chờ đợi để họ check. Sau khi họ check mà họ thấy là đúng là tài khoản này chúng ta có đăng cái bài đấy thì là họ mới trả cái DXP cho chúng ta. Tức là họ nói là họ sẽ xét duyệt trong 24 giờ. Vì vậy cho nên là không phải là chúng ta làm được xong một phát là chúng ta nhận được luôn đâu nha. Vậy cho nên là mọi người chú ý một chút, không có để đến lúc cứ bảo mình là làm rồi mà không được nhận thưởng. Sau khi mà họ xét duyệt xong ấy thì cái số 15 DXP này nó sẽ nhảy lên phía bên trên này. Ví dụ như của mình là đang là 5.945 DXP thì cái 15 này lúc nào mà họ xét duyệt xong thì nó sẽ chuyển lên đây thành 5.960 DXP, đúng không ạ? Và sau này thì chúng ta có thể là sử dụng cái DXP này để chúng ta đổi nó sang đồng GBP. Và cái đồng GBP thì hiện tại nó đã được list ở trên CoinMarketCap cũng như là được list ở trên sàn giao dịch rồi đấy ạ. Đây ạ. Đây nha, hiện tại là nó đã list ở trên mấy sàn giao dịch rồi. Bitthum này, KuCoin này, Bitfinex này. Đấy là ở trên mấy sàn tập trung, đúng không ạ? Tức là sàn cách đấy ạ. Còn ở trên hai sàn DEX đó là sàn PancakeSwap cũng như là Uniswap, đúng không ạ? Thì cái ở trên PancakeSwap này thì chúng ta sẽ swap bằng mạng BSC, còn ở trên Uniswap thì chúng ta sẽ swap bằng cái mạng Ethereum, đúng không ạ? Đó thì hiện tại nó đã đang list ở trên một số cái sàn này rồi. Và cái giá của nó thì hiện tại đang là 0.04, đúng không ạ? Đó, tức là cái giá của nó thì nó cũng đang xuống. Và
chúng ta cứ làm thôi, bởi vì đây là chúng ta làm là hoàn toàn miễn phí, chúng ta không bỏ tiền ra đầu tư, vì vậy cho nên là cũng không quan trọng ở vấn đề giá cả. Còn bây giờ thì những cái người mua được giá thấp và khi mà nó tăng trưởng thì họ sẽ bán đi, họ chốt lời, đấy là chuyện bình thường ở trong cái thị trường crypto này. Cũng như là cái đồng DeSun hay là cái đồng Sundog cũng thế ạ. Nhiều bạn kêu lỗ nhưng mà cũng rất là nhiều người lãi. Đó, hôm nay cũng có người nhắn tin cho mình và cảm ơn mình vì là khi mà họ theo cái kèo DeSun Sundog của mình là họ đã đang lời gần x2 lần. Và họ tham khảo ý kiến của mình là có nên bán hay không. Đó, tức là nếu ở trong cái thị trường crypto này thì chúng ta lời hay lỗ là do chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta biết thời điểm nào mua vào và thời điểm nào bán ra chúng ta sẽ lời. Còn nếu như mà không biết chúng ta mua tùm lum thì chắc chắn là chúng ta lỗ. Và nếu như chúng ta có một tầm nhìn một chút, chúng ta để cho thời gian cho dự án phát triển thì nó sẽ tăng trưởng trở lại. Còn bán luôn thì chấp nhận lỗ. Tức là cái này là do chúng ta chơi thôi. Không phải là ai vào chơi mà cũng lỗ, ai vào chơi mà cũng lời. Tất cả ở cái thị trường nào cũng thế cả, đúng không ạ? Kể cả nói đến buôn bán hoặc kinh doanh những cái sản phẩm thực tế này cũng thế. Người nào ra trước là người ấy thắng, lời rất là nhiều. Những cái người mà đi sau ấy ạ, thấy người ta ra chen nọ chen kia, bắt đầu là mình bắt đầu lúc đấy mới sản xuất, mới bán, thì một là có thể ông lời ít, hai là có thể ông hòa vốn, và ba thậm chí là khi mà thị trường nó bão hòa rồi thì ông còn phải bán xả, bán lỗ đi. Đấy là đang nói về cái thị trường kinh doanh đồ dùng thông thường đấy, đúng không ạ? Chứ chưa nói gì về đến cái thị trường crypto này. Vậy cho nên là nếu như mà ai khôn, ai có nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ thắng, không bao giờ lỗ cả. Đó, vì vậy cho nên các bạn cần trau dồi nhiều cái kinh nghiệm hơn. Và nếu như chúng ta chưa tìm hiểu về cái gì sâu quá thì chúng ta không nên nhắm mắt liều tay rồi cứ làm theo cảm giác, làm theo quán tính hay làm theo người nọ nói, làm theo người kia nói là rất là nguy hiểm. Đó, vì vậy cho nên là chúng ta cần phải trau dồi thêm cái kinh nghiệm nha. Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Vâng, xem ai là người may mắn. Trời, hôm nay nó phi rầm rầm mặc dù là tỷ đề 4G đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn Việt Nga, thank you tỷ. Chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.